Ngày nắng đầu tiên sau cái đợt mưa dài ngày là cây hoa thực dược nó sẽ bị héo. Xin chào các bạn, đây là cái lô hoa thực dược bữa trước mình không cắt lại, và đến lúc này là những cây hoa nó đang có lụ rất là to rồi. Một số cây cũng đang nở hoa, những bông hoa bói đầu tiên đang nở rồi. Cái lô này lúc trước mình nhổ cỏ gấu đấy các bạn, nhiều nhiều cỏ đấy. Thế bây giờ nó cũng đang có lụ và có hoa. Tổng số cây thì lụ còn nhỏ như này thôi. Những cây nhỏ nhỏ này thì nó sẽ là cho hoa Tết này. Còn những cái lụ to này thì từ nay đến rằm nó sẽ lở. Những cái lụ to nữa thì chỉ một vài ngày nữa thì chúng cũng bung hết các bạn. Cái ô này của mình thì nó có mấy luống ngắn ngắn thôi. Bữa trước thì mình cũng quay video cho các bạn xem rồi đấy. Thì hoa thực dược khi mà mưa như thế này thì các bạn phải chú ý cho mình là những cái rãnh nước này, các bạn là cố gắng là làm cho nó thoát hết nước đi, hoặc là các bạn trồng ở chậu cũng vậy, chúng ta lên che mưa cho nó. Vì thời gian này ở miền Bắc mưa rất là nhiều ngày, và sau khi mà kết thúc cái đợt mưa này, nếu mà trời nắng trở lại là những cây hoa thực dược là nó sẽ bị sốc. Nó đang sống trong cái môi trường ẩm ướt và gặp nắng cái là chúng sẽ bị héo. Để xử lý cái héo này sau cái đợt mưa này thì qua video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách xử lý cây hoa thực dược sau khi mà đã trải qua một cái chu kỳ mưa dài ngày, sau đó là nắng đột ngột, cây hoa thực dược bị héo. Thì các bạn làm như sau. Những cái ngày mưa ẩm ướt thì cây hoa thực dược nó đã hút rất là nhiều nước. Cái tế bào của cây hoa thực dược đã mọng nước rồi, cây rất là mọng nước. Sau khi mà kết thúc đợt mưa nắng đột ngột do cái độ ẩm của đất những cái ngày mưa vừa rồi nó rất là cao, và những cây hoa thực dược nó đã hút được quá nhiều nước vào trong cái thân của nó rồi, gặp nắng là chúng sẽ bị sốc đột ngột do cái thời tiết thay đổi đột ngột. Từ cái môi trường mưa gió ẩm ướt chuyển sang môi trường nắng thì cây hoa thực dược nó sẽ bị héo. Khi chúng ta phun G3 cũng vậy, chúng ta phun ở cái liều lượng nó cao. Khi mà thời tiết nó nắng, cây nó còn rất là non, nó cũng bị héo. Nó chỉ héo mấy ngày đầu thôi các bạn ạ. Các bạn chịu khó phun xịt nước cho cái cây thực dược nó mát mẻ, phun xịt trên lá thôi cho nó mát mẻ thì cái cây hoa đó nó sẽ không bị sao. Một vài ngày sau là chúng sẽ lại trở lại trạng thái ban đầu. Đấy, cái lúc nào mà nắng thấy nó héo héo thì chúng ta phun xịt qua cái lá cho nó, để chúng ta giảm cái lượng bốc hơi nước trên cái lá cây hoa được dược thôi, chứ còn nó không chết các bạn nhé. Lúc này các bạn chịu khó che mưa và chịu khó tháo bỏ nước đi để cho cái cây hoa thực dược nó không bị ủng nước. Nếu mà nó bị ủng nước lúc này là sau này khi mà nắng lên là cây hoa thực dược nó sẽ rất hay bị héo. Lặng quá là chúng sẽ bị chết do là bị ngâm nước nhiều ngày. Mình vẫn tháo nước để cho nó chảy đi đây các bạn này, không dám để nước nữa. Vì thời tiết này mưa gió nhiều ngày, chưa biết ngày nào là trời nó tạnh ráo. Nếu mà cứ để nước là cây hoa thực dược nó sẽ bị thối ủng gốc ấy. Khi mà nó thối ủng gốc là không cứu được đâu. Sau này là chúng sẽ không phát triển được trồng chậu cũng như là trồng luống. Thì chú ý cho mình cái giai đoạn này là miền Bắc mưa rất là nhiều. Đấy, cái lượng nước lúc này là thừa rồi, chúng ta không cần thiết nữa. Mà cái giai đoạn này là cái giai đoạn chúng ta cũng sắp sửa thu hoạch rồi. Từ nay đến Tết chỉ còn đâu đó hai mấy ngày thôi, 28 ngày thôi là sẽ bước sang năm 2024, Tết cổ truyền của Việt Nam. Các bạn nên chú trọng ở cái thời điểm này, vì bao nhiêu công chúng ta chăm sóc, bao nhiêu ngày nay thành quả chúng ta sắp được thu hoạch rồi. Mưa gió như này chịu khó đi thăm những cái ruộng hoa và lên tháo bỏ nước ở trong ruộng
để giúp cho cây hoa được dược, nó không bị ủng nước. Chứ còn chúng ta mà không tháo nước ở cái giai đoạn này là những cây hoa được dược nó sẽ bị ủng, dẫn đến cây hoa được dược nó sẽ bị thối rễ do cái lượng nước mưa thời gian vừa rồi nó quá nhiều, và tình hình mưa này nó còn diễn biến rất là phức tạp. Cái đợt mưa này thì nó rất là dài ngày, chưa có ngày kết thúc đâu các bạn ạ. Nên là chúng ta phải chú ý chăm sóc cây hoa được dược ở cái giai đoạn này rất quan trọng. Lúc này thời tiết mà mưa thì chúng ta phải chịu khó che mưa cho nó là một, hai nữa phải đi tháo hết các rãnh cho nước chảy thoát hết đi. Không thì sau khi lắng lên là toàn bộ những cây hoa được dược sẽ héo rũ xuống. Nếu bị lặng là chúng ta không có cách nào để chữa được đâu. Cái bộ rễ nó đã ngâm nước nhiều ngày rồi, nó bị đen rồi thì nó thối rồi thì không làm gì được. Việc sau mưa là chúng ta lên làm như vậy. Còn lúc này thì cũng không phải bón gì cái thời điểm này. Thời điểm này là cái thời điểm cây hoa được dược cứ thế là phát triển lên và đến lúc mình thu hoa thôi. Các bạn không nên bón cho cây hoa được dược khi đang có lụ nếu chúng ta trồng để cắt cành. Còn đối với các bạn trồng để chơi chậu thì chúng ta có lụ chúng ta vẫn có thể bón được. Còn đối với trồng cắt cành này, nếu mà chúng ta bón ở cái thời điểm mà cây hoa thực dược đang có lụ, sau này cái cành hoa nó rất là yếu, rất là mềm. Còn trồng chậu thì các bạn không quan trọng. Trồng chậu thì chúng ta không cắt cành, chúng ta không cần. Chúng ta bón được thì cái bông hoa nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà trồng cắt cành thì không cần là phải bón. Tiếp đến là các bạn phải để ý cho mình. Sau khi thời tiết đã lắng, hanh khô nhiều ngày và những ngày này thời tiết nó chuyển sang mưa nhiều ngày, một số cây hoa được dược nó sẽ trẻ hóa lại, nó sẽ mọc lên rất là nhiều mầm. Từ những cái mầm nó mọc ra ở trên một thân cây, nó sẽ lấn áp hết toàn bộ những cái lụ mà đang có, đang hình thành ở trên cây. Dinh dưỡng sẽ tập trung tất cả vào cái mầm đó và chúng sẽ tốt lên tùm, dẫn đến là chúng ta sẽ bị thất thu. Nhất là cái giống hoa được dược màu vàng chanh, sau khi mà mưa nhiều ngày như này thì tốc độ chúng phát triển lên thì khủng khiếp luôn. Với lại các bạn bón nhiều, nhất là ở những cái vùng đồng bằng, cái đất phù sa sông Hồng ấy, nó rất là tốt, chúng ta lại bón nhiều nữa. Do là thời tiết thời gian trước nó hanh khô, nó chưa phát triển được. Đến lúc này khi mà cây hoa thực dược nó gặp cái điều kiện thời tiết mưa gió như này thì chúng sẽ phát triển rất là nhanh, và những cái mầm gốc, mầm ánh nó sẽ ra rất là nhiều. Trên cây hoa thực dược nó sẽ trẻ hóa đi và nó sẽ mọc tùm trên một cái luống, nhìn nó rất là rậm rạp. Sau này những cái lụ mà đã hình thành rồi nó sẽ teo hết đi và nó sẽ không cho hoa, và có hoa chăng nữa thì hoa cũng ở dưới rất là thấp. Đấy là hiện tượng cây hoa được dược trẻ hóa lại do là thời tiết nó kìm hãm sự phát triển. Khi đó thì chúng ta phải tiến hành vặt hết toàn bộ những cái mầm gốc nó đã mọc ra và những cái mầm ánh nó mọc ra, để cho cây tập trung dinh dưỡng nuôi những cái lụ đó thì những cành hoa đó sau mới đẹp được. Nhà mình đây thì không có, có những rất là ít, bởi vì đất của mình đây cũng không hề đất dạng tốt, đất pha cát nên là cây thực dược nó phát triển nó có giới hạn thôi. Còn đối với các bạn ở đồng bằng, nhất lại ở những cái vùng đồng bằng sông Hồng, cái đất nó rất là phù, cái đất phù sa nó rất là phì nhiêu, lại bón nhiều phân gà, phân chuồng, ủ, lúc này thì cây nó rất là tốt, nhiều khi phải 2 đến 3 tầng lưới. Như của mình đây này, như cái luống đỏ cờ này của mình, đỏ Hà Lan này của mình thì tốt nhất thì cây chỉ cao được hơn mét thôi. Và cũng không có cái dấu hiệu gì là mọc ra những cái mầm gốc, mầm ánh để trẻ hóa cây. Nói chung là những cây này của mình là không phải
không phải tỉa mầm gốc, có nhưng cũng rất là ít chứ không nhiều. Nhiều khi tại sao chúng ta trồng cái luống hoa thực dược nhìn nó cứ tùm mà chả thấy hoa đâu, đấy là do cây hoa thực dược gặp cái điều kiện thời tiết mưa nhiều ngày, chúng ra nhiều mầm ánh mầm gốc, làm tiêu hao dinh dưỡng của cây, dẫn đến cây hoa thực dược mất đi cái nguồn dinh dưỡng, tập trung vào cái lụ, khiến cho những cái bông hoa lở ra bé và khiến cho cây hoa thực dược nó tốt tùm nha, toàn lá, hầu như là rất là ít hoa. Đấy là cái nguyên nhân mà dẫn đến thất bại của cái việc trồng hoa thực dược. Nếu các bạn không xử lý ngay những cái mầm gốc, mầm ánh đang mọc ở cái thời điểm đang có lụ này, nhất là thời tiết đang mưa gió như này, thì chúng ta sẽ thất bại. Khi mà cái mầm đã mọc ra rồi, chúng rất là mập và phát triển rất là nhanh, tiêu hao hết toàn bộ dinh dưỡng của cây, khiến cây không còn dinh dưỡng để mà tập trung nuôi cái lụ phát triển thành những cái hoa nữa. Thôi, video của mình xin được tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thấy hay, cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ ấn chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Đấy, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.